Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Cotto Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bồn cầu một khối của thương hiệu Cotto, mang cái mã hiệu của cái bồn cầu này là C105327. Bồn cầu Cotto C105327 này là một cái dòng bồn cầu một khối thuộc bộ sưu tập Single Plus của Cotto. Sản phẩm này thì nó có kích thước bồn cầu chiều dài là 71,5 cm, chiều rộng là 39,5 cm và chiều cao là 71,5 cm, một kích thước khá là vuông vắn và đẹp mắt. Và sản phẩm này thì nó được thiết kế dạng là thân dài và cái nắp bồn cầu là nắp thân vuông. Sản phẩm này thì nó được có tính năng là xả chạm, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đi kèm, nó không có cái nút nhấn nước bồn cầu như các bồn cầu thông thường, mà nó sẽ có chức năng cảm biến xả chạm. Vậy chúng ta chỉ cần giơ bàn tay chúng ta ra cái vị trí bộ cảm biến là có thể tự động xả nước cho bồn cầu này. Bồn cầu này được thiết kế cái lòng chậu cũng khá là, cái lòng bồn khá là sâu và tiện dụng, và bồn cầu nó có cái chức năng là xả xoáy, công nghệ xả xoáy của thương hiệu Cotto. Và hiện tại thì cái mẫu bồn cầu Cotto C105327 này đang được bán tại đại lý Cotto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số tổng hotline hoặc là truy cập vào site tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.